Cảm ơn quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe xem câu chuyện của tối ngày hôm nay chúng ta được chia sẻ sẽ là câu chuyện như thế nào và đến từ ai mọi người nhé. Dạ em xin chào chị Tonya và khán giả đang xem chương trình Ai Cũng Có Chuyện. Em tên là Thủy Tiên. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và câu chuyện của em muốn đến với chương trình để kể với hôm nay thì là câu chuyện của gia đình em và câu chuyện của bản thân em. Câu chuyện về gia đình thì bây giờ nó sẽ là gia đình lớn hay là gia đình nhỏ? Dạ, gia đình lớn đó. Gia đình lớn. Vậy thì mình sẽ bắt đầu từ cái thời điểm nào trong cuộc sống đây? Từ nhỏ, bản thân của em hoàn toàn nghĩ là em không có mẹ. Em không nghĩ là em có mẹ. Đúng rồi. Vậy thì khi mình lớn lên là mình lớn lên với ai? Là em sinh ở Khánh Hòa. Ở bên ngoại và bên nội em dạy như không hòa hợp ấy. Ba mẹ em bỏ nhau. Là nên nhà nội em mới đem em vào trong để ở luôn. À, thế thì những cái người mà nuôi dưỡng trực tiếp mình, tức là nhà nội đó, mọi người lý giải với em như thế nào về cái việc là trong cuộc sống của em không có mẹ? Nhà nội em nói là mẹ mất từ nhỏ cho đến khi mà em học cấp 2 ấy. Là em vẫn cứ đinh ninh là mẹ mất chứ em đâu có nghĩ là em còn mẹ đâu. Vậy thì cái trưởng thành của mình với nhà nội á, nó có êm đềm không? Nhà nội ra em rất là thương em. Bởi vì lúc đấy là cô chú chưa có gia đình ấy, là chỉ có một mình em là cháu thôi, nên là nhà nội rất là thương em. Nhiều lúc thì em cũng tủi thân ấy, đi học này là bạn của em lại có mẹ đến đón này, ba đến đón, nhưng mà em thì đâu có đón đâu. Em là chỉ có bác với ông bà nội đi đón thôi. Vì ba em là đi thường xuyên ấy, đi xe nên không có thời gian ở nhà. Và thậm chí trong cái sổ liên lạc hay là cái bà này kia thì đâu có để tên của ba mẹ em đâu, chỉ có để tên ông bà nội thôi. Đến thời điểm nào thì mình mới bắt đầu nhận ra và biết được rằng là tất cả những gì mình biết về mẹ từ trước đến giờ nó không có đúng nữa? Em thì cũng không có biết, nhưng mà đến năm em 18 tuổi. Đến 18 tuổi 18 luôn? Tuổi là bắt đầu là em mới biết hoàn toàn. Còn mà khi mà em nhận lại mẹ em ấy là vừa học xong cấp 2. Bà con ở bên mẹ em ấy có một người lấy chồng ở gần nhà em. Mà cái khi đấy là nhà nội em là bán một cái tạp hóa, trên cái biển hiệu ấy là có một cái số điện thoại. Bà nội em nghe máy ấy là người ta tắt máy. Nhưng mà khi đến em vào bắt máy, cô ấy mới nói là gì là bà con bên mẹ có một bữa nào đấy thì cổ sẽ đưa mẹ của em lên để gặp em. Nhưng mà cổ dặn em là tuyệt đối là không được về nói với nhà nội. Nhưng mà mỗi khi mà em nhắc đến mẹ em ấy thì gia đình nhà nội em rất khó chịu. Bà em không cho nhắc đến. Vì mỗi khi mà em hỏi đến ấy là em bị la. Năm đấy là em học lớp mấy? Lúc đấy là em học tầm đó là lớp 10 ấy. Nhưng mà lúc đấy thì em có bắt đầu tò mò, em có bắt đầu dợn lên trong lòng mình những cái khao khát về cái việc là mình phải biết bằng được cái người này ở đâu và phải gặp được mẹ của mình không? Có. Cái lúc đấy của em giống như là nửa tin nửa ngờ, cũng vừa mừng nữa. Nhưng mà một phần thì sợ là người ta lừa mình. Thế thì em quyết định đi gặp cái cô kia không? Cái người mà mình chỉ mới biết thông tin qua điện thoại rồi một cách rất là mơ hồ. Lúc đầu mà cổ gọi cho em ấy thì cổ cũng nói là nhà của con gái cổ ở đâu thì đúng là cái nhà đấy luôn. Thì có cái chị cũng tên của con cổ ấy nói rõ địa chỉ thì em cũng có là biết cái nhà đấy rồi. Thì không thể nào mà người ta nói đúng chính xác như vậy. Tại lúc đấy là tầm phải hơn một tháng cổ gọi cho em một lần nữa. Cổ hẹn em là ở trước cổng trường. Em xin nhà em đấy là đi học phụ đạo. Vì thực chất là nhà nội em rất là khó. Ví dụ giống như là đi học xong về phải đúng giờ, canh giờ từ trường về nhà bao nhiêu phút đấy là phải có mặt. Cái dạng giống như là không cho đi chơi ở đâu hết. Thì em thì em không có một cái lý do gì để em đi. Ví dụ giống như là lịch học, thể dục hay này kia là đều dán ở trên tường, nhà nội của em nắm hết. Thì lúc cái ngày hôm đấy em mới giả vờ nói là em học phụ đạo, cô có lịch đột xuất để thi. Nhà nội em hỏi là cái lịch học bao nhiêu tiếng, thì em mới nói là 2 tiếng rưỡi. Là em mới ra trường, em ngồi em đợi trước quán nước. Cô đấy chở thêm một người phụ nữ một xe máy đi tới, tự nhiên chạy tới ôm em. Thì lúc đấy là em cũng hơi sợ ấy. Em thấy rất là xa lạ, rất là lạ lắm. Thì ngồi nói chuyện một hồi thì mẹ em nói là lúc đấy nhà nội là không cho mẹ em nuôi. Em mới hỏi là lý do vì sao lại là để cho nhà nội bắt đi. Thì mẹ em có nói là dạng giống như là hai tôn giáo khác nhau ấy. Rồi một phần ấy, hai bên gia đình cũng có xích mích. Thì em có hỏi mẹ em một câu ấy là vì sao mẹ không đi tìm con? Vì sao mẹ không đi tìm con? Thì mẹ em chỉ nói là mất liên lạc nên không có tìm được. Thì may mắn thay là con gái của cô này đi về làm dâu mà gần cái nhà nội của em. Nhưng mà khi mà cô lên thăm con gái của ấy, là cô nhìn bà nội em với ba em, là lúc đấy là cô chắc chắn là em ở đấy nên mới lại tìm cách lấy số điện thoại này kia để liên lạc để cho hai mẹ con gặp nhau. Điều này có nghĩa là cái cuộc rời nhau ra của ba với mẹ em theo như lời mẹ nói thì là do mâu thuẫn của người lớn. Đúng rồi. Vậy thì giữa ba em với mẹ em là một cái mối quan hệ như thế nào để rồi ngay cả ông cũng không muốn nhắc về vợ của mình? Mẹ em có kể là
ba và mẹ của em ấy là quen nhau rất là lâu, nếu tính ra là cũng 7-8 năm trời lận ấy, cũng có cưới hỏi này kia nhưng mà không có làm giấy kết hôn. Hai bên gia đình kiểu là ai cũng muốn là người kia là phải theo cái tôn giáo của mình đó. Đúng rồi, mẹ em về bên nhà nội em ấy thì là dạy như mỏ đạo, còn ba em về bên kia ấy phải học đạo này kia vậy, nên là hai bên gia đình khác nhau ấy là sẽ ra có đánh nhau cũng lớn lắm ấy, nên là dành em về nuôi luôn. Như vậy thì thực ra đó là mâu thuẫn của nhà nội ngoại, dạ, không phải rồi. Là mâu thuẫn của ba mẹ em. Dạ, đúng rồi. Vậy thì vì sao ba em lại từ chối cái việc nhắc về mẹ của em, và gần như ông không tỏ ra cái việc là thương tiếc hoặc là tội nghiệp con gái mình và chia sẻ với con gái có mình? Có một lần ấy là em chỉ nghe nhận, em chỉ nghe mẹ của em kể có một hôm ấy là mẹ em bỏ em đi trong đêm, mà lúc đấy hình như em có 1 tháng tuổi thôi. Bây giờ người ta dùng từ trốn đi như vậy ấy, có nghĩa là mẹ em về làm dâu nhà nội đấy có. Mà nếu như về làm dâu nhà nội thì có nghĩa là về căn bản là mẹ em cũng đã ngầm từ bỏ cái tôn giáo đúng của mình rồi. Nhưng mà thì vì bên sao ngoại, nhà nội vẫn không hài lòng? Bên ngoại không cho. Một hai là bảo mẹ phải về, nhà ngoại em nói là quất em cho nhà nội nuôi đi, không có được bỏ đạo, không có được bỏ đạo. Nhưng mà lúc đấy mẹ em nói là không thể nào mà mới con có 1 tháng tuổi mà không thể bỏ được, nên mẹ em mới ôm theo. Thì cái lúc mà nhà nội em phát hiện đấy thì mới dàn em lại. Thế thì sau khi mà mình được nghe một phía như vậy từ mẹ của mình, với những cái thông tin nó hỗn loạn và nó cũng thiếu cái tính thuyết phục như vậy, em có về nói chuyện với ba em và nhà nội không? Tầm đâu đấy vài tháng ấy, em nói với bà nội em trước. Cái này mấy tháng có gặp được mẹ, bà nội em ngạc nhiên lắm. Bà nội em nói gặp ở đâu? Thì em cũng nói rõ luôn là nhờ cô Phương biết nhà mình ở đây nên là đưa mẹ con lên. Thì nội em mới nói là chứ sao mẹ mày lên không vào đây. Bà nội em thương mẹ em lắm nhá. Bà nội em tặng cho mẹ một cái áo len ấy, mẹ em vẫn còn giữ. Đến hiện tại bây giờ vẫn còn giữ luôn. Thì nói chung là không có cái mâu thuẫn gì giữa mẹ chồng làm dâu hay gì kia, thì là mâu thuẫn của bên hai bên gia đình. Tối lại ngày hôm đó thì ba của em về, thì bà nội em mới có kể cho ba em nghe. Ba em rất là tức giận nha. Ba em không cho nhận mẹ. Ông mới đến cái nhà bà kia, ông kiếm được cái số điện thoại của cái cô Phương đấy, ông lại tan bành ra luôn. Ông tức mẹ em ấy là cái lúc mà mẹ em bỏ đi. Ba em chỉ nói là sống bình thường, đâu có cái chuyện gì xảy ra đâu, nửa đêm ôm con bỏ đi. Ba em với lại chú của em ấy dần em về, nói mẹ em về ở thì mẹ em không có chịu về. Mẹ em nghe lời của nhà ngoại đi về. Thì cái thời điểm đấy là nhà ngoại em nói mẹ em là đi Liên Xô. Thế thì sau cái lần đầu tiên mà hai mẹ con gặp nhau, thì sau đó nữa cái liên lạc giữa em với mẹ nó diễn ra theo kiểu gì? Em không có điện thoại, mẹ em có gửi cái điện thoại lên cho chị Huệ, chị Dấu cho em. Em nhớ cái điện thoại hồi xưa lúc mới ra là cái điện thoại bật nắp ấy. Tầm đâu 1 tháng mấy nhà nội phát hiện là em có cái điện thoại, rồi là em bị tịch thu. Nhưng rồi bà nội bà trả lại, bà nội nói em là dùng thì giấu đi, đừng cho ba mày thấy. Mẹ em chỉ có nói khi nào nghỉ hè ấy, đi về nhà mẹ chơi. Thì đúng có một lần ấy, em có xin phép bà nội, em không có dám nói ba em đâu, vì em biết nói là cũng không có cho. Nên là em có nói với bà nội, thì bà nội mới nói là đợi cho ba em đi xe đã rồi hãy đi, nhưng mà chỉ cho em đi tầm đâu đấy là 4-5 ngày thôi chứ không cho đi nhiều. Cái lời ấy, mẹ em và chồng của mẹ em nói là đi vào nhà có gì rồi gọi ba. Nhưng mà em thấy rất là ngượng miệng, em không có nói được. Em ở đấy mấy ngày là em phải xè chừng ấy, phải ngó trước nhìn sau. Thì nhiều lúc em cũng vô tư lắm, có tivi xong ấy nhiều khi em cũng để không có tắt. Em ăn xong, ví dụ giống như em xuống em thấy có chén làm sữa, ông nói với mẹ em ấy là ăn rồi một lần rồi sữa. Giữ như vậy nước sờ bông đâu chịu cho nổi. Thì khi mà mẹ em ấy nói lại với em như vậy, mẹ em cũng cằn nhằn này kia, thì em rất là sự là em rất là buồn. Ông hỏi mẹ em ấy là nó chơi như vậy khi nào nó về, thì lúc đấy nhưng em rất là khó chịu. Mẹ em còn nói với em ấy là khi nào mà đi về lại gì mẹ em mua vé xe. Thì em nói là không có cần, vì bà nội có dặn là khi nào về chị cần gọi cho chú ấy, là chú đấy đi ngang là chú đấy chạy về luôn. Em nói với chị là cái kiểu mà nhận mẹ nhận con với nhau ấy, thì mình nghe mẹ mình còn sống hay này kia thì mình vậy thôi, chứ còn thật chất mà nói cái tình cảm nó rất là nhạt. Em nói thật sự, em nhiều khi em nghĩ là do chắc mình không ở với mẹ bao nhiêu năm ấy, chứ nhiều khi trong cái mâm cơm mọc này kia là em nhìn cái cách đối xử của mẹ em với hai đứa kia nó hoàn toàn khác. Em cầm đũa gắp cho mẹ em nhá, nhưng mà mẹ em không gắp cho em, là chỉ gắp đũa ăn lại cho hai đứa kia thôi. Đấy là khi lúc đấy là em mới 10 mấy tuổi là em đã cảm nhận như vậy. Em không có về nữa, có gọi điện này, nhắn tin thì không nhắn tin vì mẹ em không biết nhắn tin. Cũng có nhiều lần là mẹ em nói về nhưng mà em không có về. Đã bao giờ em hỏi mẹ là vì sao trong nhiều năm như vậy mẹ không đi tìm em không? Em có hỏi nhưng mà mẹ trả lời vô tư lắm. Giờ nhà nội mày đi rồi thì biết đâu mà kiếm. Em có hỏi thêm một câu là lý do vì sao mày lúc đấy mẹ không đem con theo. Em chỉ hỏi vậy thôi. Thì mẹ em nói là nhà ngoại không cho đem theo. Nhà ngoại nói nếu mà nhà nội nó nuôi thì để cho nuôi luôn. Nếu mà nhà nội nó nuôi thì để cho nuôi luôn. Nếu mà đúng ra mà nói
cũng cảm ơn vì như vậy mà em ở với nhà nội, thì nhà nội em lo cho em rất là đầy đủ. Thực ra đã có một cái điều nữa mà nãy giờ em không có nói, nhưng nó mới là vấn đề. Mình nhìn lại thì mình thấy là cái cuộc sống của mình, cái tâm trí của mình, nó đã bị xáo trộn như thế nào ở hai giai đoạn. Mình đã có mười mấy năm đầu đời, mình tin rằng mẹ mình mất rồi. Có thể là một cái sự mất mát, thiếu hụt, nhưng mà chỉ ít là nó bình an. Bỗng như một ngày mình nhận ra là mình có mẹ. Rồi nó tràn về cực kỳ nhiều những cái câu hỏi là vì sao có mẹ mà mẹ không tìm mình. Mẹ không quan tâm rằng mình có trên đời. Mẹ đã ở đâu trong mười mấy năm. Tất cả những cái điều đó đối với một cái bạn đang lớn nó là một nỗi đau chứ. Cái lúc đấy mà khi mà nhận được rồi thì em thấy là buồn lắm. Vì đa phần là nhiều khi mà em gọi điện cho mẹ em ấy, chứ ít khi mẹ em gọi cho em lắm. Và có nhiều lúc ấy, em nghĩ là thà nhiều mình không nhận còn hơn. Vì quá vô tâm, quá hờ hợt. Ví dụ giống như là bình thường ấy, là má hai của em ấy, là vợ sau của ba em, rất là quan tâm em từ quần áo này, sách vở này, thậm chí học phụ huynh. Rồi nhiều khi em bị mất đồ ấy, em đâu có sáng nói với nhà nội em đâu, thì má hai là người đi mua lại cho em. Còn đây khi mà mẹ em có một cái chuyện gì buồn ấy, em gọi nhiều khi là mẹ em nói là bận lo cơm, bận lo nước, rồi bận đi làm, không có nghe máy em. Rồi nói là có gì về vụ dẫn gọi sau, nhưng mà em chờ hoài cũng không có gọi. Thì nhiều khi em nghĩ là mẹ mình bỏ mình luôn rồi. Chị hỏi câu này thì nghe nó sẽ hơi rất là bất nhẫn nha, nhưng mà cái này chị hỏi thiệt. Sau khi mà mình biết được mình có mẹ rồi, có khi nào em buộc ra trong đầu mình một cái suy nghĩ là thật ra thà là đừng cho mình gặp lại mẹ, chắc nó còn tốt hơn? Khó. Có lúc em nghĩ như vậy luôn mà. Cái thời điểm mà xung đột với mấy hai đứa con của mẹ em thì cũng cãi vã này kia. Mẹ em không bênh em mà bênh hai đứa nó. Mẹ em từ em luôn ấy. Hai năm sau lại nha, tự mẹ em gọi cho em. Mẹ em nói là có 30 mét thì chia cho ba đứa. Thật sự là em không có lấy. Thì mẹ em cứ nói là không lấy thì cứ để đấy, cứ cho sau này có con có cái cho mấy đứa nhỏ. Không ở thì sau này được thì cứ bán đi. Đợt vừa rồi mẹ em mất ấy, là em có về kiểu giống như là người dưng đến sự giữ đấm lăn. Cho gọi là không có phải là giống như cái kiểu tư cách là nhà con. Mình là con là mình có thể góp ý mua cái này mua kia. Tụi nó không cho em, không cho em mỗi đứa, chỉ có việc là bảo em làm chung tiền. Còn mà nói về cái mà đất đai mẹ em cho ấy, cái hôm mà đưa mẹ em xong ấy, chính cái ba sự của em nói ấy, ông nói là mẹ mày đi ấy, chẳng để lại cái gì hết trơn ấy, để lại ít nợ nữa, vài bữa đất đai này chắc bán để trả nợ. Thì em cũng nói rõ với ông là lúc trước mẹ gọi con về thì có ba luôn, thì mẹ có nói là cho con miếng đất, thì mẹ nói là chuyện của mẹ, nhưng mà con thì con không có nhận, con cũng không có về đó nợ làm cái gì hết trơn ấy, nên thì ba làm gì đó ba làm. Thì lúc đấy cái phản ứng của chồng mẹ em là như thế nào? Ông bình thản lắm, suy nghĩ vậy là ok rồi đấy. Để miếng đất đi bán trả nợ. Vậy thì cái được của mình là mình nghĩ là thôi, kiểu gì thì duyên phận cũng cho mình gặp lại. Cái mà nhiều khi mình nghĩ tới nghĩ luôn, mình cũng cảm thấy đó là một cái chuyện vui. Đó là cái lúc mà em nghĩ về cái điều gì mà em có được giữa em với mẹ em sau thời gian dài mình gặp lại như vậy. Rồi nhiều khi em cũng hay mua đồ gửi về. Từ trước đến giờ không ai tổ chức sinh nhật cho mẹ em cả, mà mẹ em cũng không có nhớ ngày. Thì em chỉ lấy một cột mốc là ngày 20/10 thì em vẫn gửi quà này. Ví dụ giống như là em hay mua đồ em gửi vào. Rồi lâu lâu bà chị Huệ đấy con về ấy, là em có mua áo quần này kia, giày dép sách gửi về. Lâu lâu ở nhà mẹ em bệnh ấy, thì em vẫn có mua thuốc. Nhưng mà khi em bệnh, mẹ em chỉ vọng mẹ nói đúng em một câu là bệnh thì đi uống thuốc thôi, chứ nói mẹ mẹ biết làm gì. Em đâu có cần bệnh gửi tiền mẹ cho con mua thuốc. Em đâu có cần như vậy, vì nhà nội em đã lo hết cho em rồi. Em chỉ cần là hỏi thăm em một cái câu, em chỉ gọi là dạng giống như là mình gọi bằng tâm sự vậy thôi, thì cũng nhận lại một câu thì tự giải quyết đi, chứ mẹ làm được gì đâu mà nói. Vậy thì đã bao giờ mình tự ngồi mình bần thần tiếc với một câu hỏi là ủa mẹ đi nhận lại mình chi ta? Nhiều khi em cũng nghĩ như vậy. Em trả lời sao, em tự trả lời em, cái câu đó em tự sao? Nghĩ xong em tự trả lời luôn. Em nghĩ chắc là sao bà Phương bà lanh chanh quá, bà tự mình dẫn đường đưa lối, mẹ em không kiếm em đâu, là do cái cô Phương đấy. Mà chị muốn hỏi em câu này, đó là cũng có vài lần mình đã lên mình thăm mẹ, em đánh giá mẹ em với cuộc hôn nhân của riêng bà có hạnh phúc không? Em thấy cuộc sống cũng bình thường à. Nhưng mà đối với hai đứa con ấy thì mẹ em ấy lại dạng giống như là luôn chiều quá mức ấy. Còn đối với chồng ấy, bà làm gì hay muốn cái gì bà cũng phải nhìn theo cái ánh mắt của ông, cũng phải dè chừng này kia. Nhưng mà trong khi đấy ấy, là đất đai tài sản của nhà ngoại em hết, dạng như là cũng gọi là sợ ấy. Cũng không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc thoải mái. Dạ đúng rồi. Đã bao giờ mình nghĩ một cái câu hỏi rằng là nếu như buộc phải thương mẹ vì một lý do nào đấy đó? Vì chị biết sao, cái người mà sinh ra mình mà, là mình không thể nào mình ghét bỏ được. Nhưng mà em thương mẹ em một cái là từ trước đến giờ ấy làm rất là nhiều. Nhiều lần em xuống á, em thấy mẹ em cái gì cũng nhường. Thậm chí nhiều khi em nhìn nhận là em thấy em rất là giống nhá, lo cho con, lo cho chồng, nhường ăn, nhường uống này kia ấy, rất là tội. Nhưng mà em thì em cũng không có buồn gì hết. Em chỉ buồn một cái là mẹ em không có quan tâm em thôi. Nhiều lúc là em cũng tự nghĩ, tự trả lời kiểu giống như là thôi chắc là do mình không ở gần,
nên vậy thôi, chứ không phải là không thương. Nhiều khi em còn đánh sáo khái niệm như vậy mà. Em cũng không cần phải tự làm khổ bản thân mình bằng cái việc tự phản biện như vậy đâu. Mẹ em có thương em đó. Trong toàn bộ câu chuyện mẹ em chia sẻ, chị nhận ra có hai vấn đề rất lớn từ mẹ của em. Một, mẹ em không phải là một người có khả năng tự quyết. Trên cả cuộc đời của mẹ em luôn, mẹ em chưa bao giờ được tự quyết cái gì hết. Và đi kèm với một cái việc mà người ta không thể tự quyết, đó là việc người ta không có những cái năng lực tương ứng. Người mà có năng lực tương ứng thì bây giờ dù có kèm kẹp tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ vùng lên à. Ở mẹ em là nó có cả hai cái câu chuyện đó, và nó cứ tác động qua lại cả một đời của bà như vậy. Bây giờ đầu tiên nha, nhà nội em theo như em mô tả và theo như những gì mọi người nói là không hề hà khắc với mẹ em. Ba em là cũng không chối bỏ. Vậy thì mẹ em không được tự quyết trong một cái quá trình dài lớn lên với nhà ngoại. Cho nên bây giờ nhà ngoại kêu cái gì là phải theo. Ngay cả khi mà mình được ở chung với một cái người mà mình yêu, mình sinh con cho người đó rồi luôn, rồi mình có một cái nhà chồng không hắt hủi mình, nhưng mà mẹ em vẫn chưa đủ cái năng lực tự tin để có thể sống một cuộc đời riêng của mẹ em cùng với bên chồng của mình, mà vẫn phải quay trở về với nhà mẹ ruột. Ở đây mình không bàn chuyện ai đúng ai sai nha, mà mình chỉ bàn về câu chuyện là mẹ em không có thể nào có chính kiến được. Mẹ em thương em đấy, nhưng mà mẹ em không có năng lực để mẹ em tự quyết định. Từ đó mẹ em phải từ bỏ em ngay từ khi em mới 1 tháng. Sau đó về thì phải thuận theo cái sự xếp đặt của nhà ngoại để lấy chồng. Chị cũng không biết là thật ra bà có đi tìm em hay không, nhưng đừng quên rằng là muốn là một chuyện, nhưng bà có năng lực để đi tìm em hay không lại là chuyện khác. Muốn là một chuyện, nhưng bà có năng lực để đi tìm em hay không lại là chuyện khác. Đừng quên đó là khoảng thời gian mà giao thông cũng khó khăn, liên lạc cũng khó khăn. Truy ra nhà nội em đã bưng em đi đâu truy được, chứ không phải là không được. Nó đâu có quá khó đến mức mà không truy được dấu vết. Nhưng mẹ em có thời gian để đi truy không? Nếu như bên cạnh mẹ em là một cái người chồng cơm nước phải đầy đủ, ra đường giờ nào, về nhà giờ nào phải báo cáo. Đừng tự làm khổ mình bằng cái việc chối bỏ là thực ra chắc mẹ không thương mình, rồi cho rằng là mình nghĩ về việc mẹ thương mình là mình đang đánh tráo khái niệm hoặc là tự mụ mị. Mẹ em có thương em đó, nhưng bà không có năng lực để thực hiện cái tình thương đó thôi. Thương con thì mới rủ con lên nhà mình chơi, nhưng mà cũng không có năng lực để bảo vệ con mình bằng cách là chồng mình khó chịu thì cũng phải đi nói với con mình, để rồi con mình cũng tủi thân. Là cái cảm giác em đã từng có khi mà lên thăm mẹ. Bà đi thì bà cũng đã đi rồi, nhưng mà khi em nghĩ được điều này thì em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Em không dây dứt, em không cảm thấy oán giận là tại sao mình lại bị bỏ rơi một lần nữa. Thấy có khả năng này không, hay là trong lòng mình vẫn không, chị ơi thực sự mẹ không thương em thật? Em nghĩ vậy. Em nghĩ vậy có nghĩa là em nghĩ là mẹ không có khả năng hay mẹ không thương em? Anh nghĩ không có khả năng. Nhưng cái điều quan trọng cuối cùng thì từ câu chuyện của em á, chị chỉ muốn cho em thấy rằng là ai cũng có cái khó. Nếu như trong vai trò một người mẹ thì chị cũng không ủng hộ mẹ em, nhưng mà khi nhìn thấy cái khó của bà thì mình sẽ hiểu là vì sao bà làm như vậy. Mặc dù mình không ủng hộ, mình đã từng nghĩ rằng là mình không có mẹ, cái mình bị buồn tuổi những ngày kỷ niệm về mẹ, kỷ niệm về phụ nữ, đúng không? Nhưng từ ngày mà mình nhận lại mẹ, cái mình cũng đi mua quà. Mình có mẹ, mình tặng đồ. Lời mà đâu có lỗ đường nào đâu. Cuối cùng, vì sao em quyết định xuất hiện ở đây? Bản thân em ấy là trước giờ em chưa kể cho anh ấy. Sau một lần mà em xem chương trình của anh ấy, em mới đăng ký, em tham gia để... Thứ nhất là muốn gặp chị, thứ hai là muốn tâm sự, nói cái câu chuyện của mình mà đã giấu kín từ rất là lâu. Có cái thông điệp nào từ câu chuyện của mình mà em muốn chia sẻ với mọi người? Cái thông điệp mà em muốn chia sẻ với mọi người ấy là mọi người hãy trân trọng khi mà mẹ mình còn. Vì khi mà mẹ mình không còn ấy thì nói chung là bây giờ mẹ mình đã không còn thì coi giống như là cuộc đời mình nó còn mẹ thì còn tất cả ấy, mà không có mẹ thì giống như là mình mất hết một cái chỗ dựa. Tuy là có thể là rất nhiều gia đình ấy sống chung với cha mẹ, có mẹ có cha đầy đủ, nhưng mà nếu giống như là em ấy hoặc là những con mẹ khác ấy, tuy mình không có cảm nhận được gì, cái gì một cái gì gọi là quan tâm chẳng hạn, nhưng mà dù gì khi mà mình quay điện đến mình nghe cái tiếng mình rất là vui, còn hơn là bây giờ mình không còn nói chuyện. Cảm ơn em. Đây là một cái câu chuyện để chúng ta nhìn rất rõ về một vấn đề, đó là khi bạn muốn yêu thương một cái gì đấy, bạn phải có năng lực, bạn phải có khả năng, thì cái tình yêu thương đó của bạn nó mới có thể được đủ đầy, và bạn mới có thể thực hiện được cái hành vi yêu thương của mình đúng với cái mong muốn của mình. Cảm ơn Tiên rất nhiều vì đã đến đây gặp chị và chia sẻ với khán giả của Ai Cũng Có Chuyện. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Và rõ ràng là chuyện của ai cũng vô cùng đáng giá. Và đôi khi có những cái nỗi đau nó cùng một dạng với nhau, nhưng mà cái sắc thái, cái cường độ, cái cảm nhận về nỗi đau đó chưa bao giờ lặp lại ở tất cả chúng ta. Và chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần sau. Rồi em chào chị nha, chị nghe rõ tín hiệu từ bên chương trình không ạ?
Dạ em nghe chị. Hôm nay là cái buổi phỏng vấn sơ lược đầu tiên với chương trình, thì trong đây là chị có sản xuất và là biên tập của chương trình thôi, cho nên là mình cứ tự tin mình chia sẻ nha. Rồi ngoài ra thì mình cũng cần có cái sự chủ động chút xíu á, cho nên là em nhờ chị là mình chia sẻ thêm về cái thông tin cá nhân của mình nè, họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán cũng như là địa chỉ hiện tại và cái công việc của mình nha. Rồi em mời chị ạ. À. Dạ, em tên là Phan Thanh Nhàn, sinh năm 1996, là làm công việc làm bên công nhân, làm bên gác chắn đường ngang ở Cà Ná. Hiện tại là ở số nhà là 772/56A đường 21 tháng 8, khu phố 3 phường Đông Bình Thành, đang Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận. Dạ, công việc của em hiện tại là bên công nhân gác chắn đường ngang chị. Cụ thể hơn công việc của mình là mình làm gọi là như nào á chị? Mình có thể miêu tả cụ thể hơn với công việc của Dạ. mình cũng như là cái vị trí mà mình đang làm không? Dạ, công việc của em là hiện tại hay là có tàu thì chỉ là ra đón thôi. Rồi mình đóng chắn lại cho người dân khỏi đi qua lại trên đường ray. Nói chung là công việc của em rất là trách nhiệm. Tàu đi ngang qua phải đóng liền, nếu không thì sẽ sự cố xảy ra tai nạn bất ngờ. Rồi quê quán của mình là ở đâu bạn? Dạ, ở Ninh Thuận ạ. À, quê quán của mình là Ninh Thuận luôn và hiện tại Dạ. là mình sống ở Ninh Thuận luôn. Dạ đúng rồi ạ. Dạ rồi. Mình là con thứ mấy trong gia đình đó? Ở nhà là mình có đang sống cùng với bao nhiêu người thân hả bạn? Dạ em hiện tại là em sống chung với bố mẹ em là con đầu, có đứa em trai nó đang học ở Sài Gòn ạ. Rồi, bây giờ mình chia sẻ thêm về ưu điểm và nhược điểm của mình nha. Dạ. Ưu điểm em là vui vẻ, hòa đồng, hay quan tâm người khác. Còn nhược điểm thì hay nói, có lúc thì mau quên nữa, nói xong rồi đừng quên, không để bụng, hơi nó ngơ Rồi, ngơ. mình chia sẻ thêm về cái tình duyên của mình nha. Trước giờ là mình có trải qua cái cuộc hôn nhân nào chưa nè, rồi mình quen anh ấy như thế nào, rồi kết hôn bao lâu, rồi đã có với nhau bé nào chưa, rồi Dạ. lý do tại sao mà mình ly hôn nha. Dạ, hiện tại là em ly hôn được cách đây được 10 tháng, kết hôn vào ngày 6 tháng 8 năm 2023, ly hôn vào ngày 6 tháng 12 năm 2023. Tại vì lúc đầu hai đứa rất là mới đầu quen thì hai đứa rất là hạnh phúc, rất là tìm hiểu, rất là hạnh phúc, nhưng mà sau lúc mà cưới nhau về thì hai đứa không cùng tiếng nói, rồi anh ấy bị điều ra công tác xa xa chỗ tôi. Nói chung là lần trước thì làm chung với nhau thì có quan tâm, nhưng mà ở lúc về thì ảnh không quan tâm nữa, rồi xảy ra xích mích, rồi cãi vã. Nói chung là lúc đó đáng lẽ là ly hôn, lúc đó đám cưới xong là ly hôn rồi á, tại vì ảnh đòi vàng này nọ khí thế, không phải là nó sống với nhà chồng mà cũng có thiện, nên nên đâm ra là ly hôn, mà hiện tại cũng chưa có bí nào hết. Là kết hôn xong, mới kết hôn xong là bên gia đình của bạn nam đầu vàng luôn. Dạ đúng rồi, đòi về nhà gái. Ồ sao mà kỳ vậy ta, ý là cho rồi mà đòi. Dạ nói chung là Là người ta trước đó là cả tham hai rồi. có thảo luận với nhau là khi mà kết hôn về là em mình đưa vàng cho nhà anh giữ lại hay gì không, mà tự nhiên cái đòi ngang vậy hả? Dạ nói chung là người ta nói coi là phải trả nợ cho cái tiền đám cưới này nọ ấy, chị. Lúc đó là mình cũng trả lại luôn, Dạ hết lúc đó luôn. là ba mẹ em bỏ trả thế luôn, ba mẹ em cũng kêu là thôi về chưa ly vậy luôn cho rồi, coi như là cưới nhầm chồng. Nhưng mà em cũng thương ảnh nhiều, rồi em nói thôi cho ảnh cơ hội, cái gì có tiền thì hai đứa con tự làm. Nhưng mà từ lúc mà ảnh trở mặt cái là cưới về thì ảnh không còn thương yêu, còn không quan tâm cái kiểu nữa, rồi thấy tình yêu nó nhạt dần, rồi thôi mình giải thoát cho nhau ly vậy luôn. Rồi, ý là mình lúc mà mình tìm hiểu á, là mình tìm hiểu khoảng bao lâu mình mới quyết định là tiến tới hôn nhân bạn? Dạ cũng chẳng nói xấu như biên tập anh, chẳng thấy gì biên tập, thật ra là em tìm hiểu chưa kỹ á, tại vì mới tìm hiểu có 1 tháng là cứ rồi. Mới tìm hiểu 1 tháng là cưới rồi, là dạ anh ấy cầu hôn là mình cưới luôn hay là dạ đúng gọi rồi, là anh cầu hôn em. là trước đó là đã có gọi là qua lại thăm hỏi bên nhà trai lần nào chưa? Dạ lúc đó là em cũng cũng ngại. Rồi xong ảnh nói chung là cái chuyện mà ảnh mua trà mua rượu cặp trà rượu là cái tiền của em coi như là
Em cơ họ cơ nhà trai tới nhà em là cái mùa là tiền của em, cơ là thôi anh bây giờ anh nói cơ là anh không có tiền đâu, thôi em mua cặp giò rồi giỏ bánh trái cây rồi rồi mình thỏa giảm, em như là tiền của em chứ không phải tiền của anh. Tính ra là từ lúc mà kết hôn là anh cũng không có lo được gì cho mình luôn. Dạ không, không không có lo gì hết á. Rồi và bây giờ là đã nghĩ là lúc mà chia tay á, mình đề xuất chia tay á, thì bên trai nhà trai họ có phản ứng gì không bạn? Dạ nói chung là người ta không có phản gì hết, người ta còn mừng thêm đó chị, người ta ly hôn xong là người ta sửa sang nhà rồi có xe tùm lum hết đó chị, như là cưới em về nhận là cái tiền người ta thay đổi gì đó. Rồi sau cái cuộc hôn nhân này á, là mình có tìm hiểu thêm ai chưa? Dạ chưa chị, em chưa mở lòng ai hết. Ý là xung quanh mình là mình không có gặp một cái người phù hợp, hay là cũng có người gọi là người ta ngỏ ý với mình nhưng mà mình không có mở lòng với người ta. Dạ nói chung là em thì có mở lòng á, cũng có tìm hiểu một anh đó cũng sinh năm 96, anh đó hiện giờ ở ở ở Nha Trang á, cũng tên là Dự. Em cũng nếu mà có cái biên tập đó mà có, nếu mà có coi chương trình này thì em cũng gửi gắm ảnh, là em có thích ảnh rất là thích nhiều lắm, nhưng mà vì gia đình người ta sống cổ hủ người ta không có chịu, người ta nói là em có đời chồng nên người ta không có chịu. Tức nghĩa là ảnh cũng chịu mình mà mình cũng chịu ảnh, nhưng mà gia đình Dạ ảnh đúng không rồi, chịu cho nên là ảnh dạ nghĩ là đúng gia rồi, đình. dạ đúng rồi ạ. Là bây giờ là ảnh giờ có lâu lâu là có nhắn tin liên hệ qua lại gì không? Dạ không, tại vì ảnh như là gia đình nên ảnh không có quen em nữa. Nói chung cũng hơi trắc trở ha. Rồi bây giờ nè, bây giờ là mình tham gia chương trình là mình muốn tìm một cái người như thế nào? Ví dụ miêu tả kỹ nha, rồi nè về ngoại hình nè, tính cách rồi quê quán rồi tuổi tác của họ nữa, công việc nữa. Dạ. Công việc em thì em thấy thì ổn định, công việc nhất là phải ổn định rồi, tại vì em là có đã ổn định rồi, em muốn thêm một người ổn định. Cao thì ảnh phải cao 1m65 trở lên, tại vì em cũng cao. Không có gia trưởng, tại vì lần trước là chồng em rất là gia trưởng, chồng cũ em rất là gia trưởng nha, cực kỳ gia trưởng. Không gia trưởng, không hút thuốc, không nhậu, ít nhậu cũng được, được. Nói chung là giao lưu bạn bè thì cũng ít nhậu, nói chung là đừng có bỏ bê vợ con là được. Là biết quan tâm lắng nghe, chững chạc xíu, không lăng nhăng. Thì nó mà muốn quen em cũng thích là quen gần, quen Ninh Thuận em thôi, hoặc là khúc Nha Trang cũng được, tại vì em cũng có tình cảm với những người yêu cũ của em cũng ở Nha Trang á, thì cũng khu vực của khúc từ Nha Trang với Ninh Thuận cho đó trở lại cũng được. Dạ Tuổi tác thì sao nè? tuổi tác thì từ em sinh năm 96, thì từ từ sinh năm 96 đến cỡ tầm 34 35 tuổi thôi chị, 40 thì già quá. Rồi ví dụ bạn nam mà cũng đã từng đổ vỡ một lần giống như mình thì có được không nè? Dạ được, cùng cảnh ngộ em thì được chị. Cùng cảnh ngộ cũng được ha, nhưng mà Dạ. ví dụ như là bạn nam mà có một Có con em riêng đúng bé, không đúng rồi, có một em bé rồi thì mình chị? nghĩ như thế nào? Thì nếu mà cái bé thì em cũng ngại chị nó. Thật ra là nó là con riêng anh, cũng là con anh con tôi thì cũng khó. Nên mà nếu mà giờ thời đại nào rồi em cũng nghĩ không khó lắm đâu. Nếu mà em ảnh thương em thì con ảnh cũng em cũng xem con ảnh cũng là con mình. Rồi ok ha. Rồi mình có thêm cái mong muốn nào nữa không nè? Em muốn biên tập về gì cho em quen đúng người, đừng cứ để em bị đổ vỡ lần hai thôi. Rồi chương trình sẽ cố gắng nha. Rồi Dạ. về cái phần năng khiếu của mình nè, ca hát đồ là có ok không? Chị chào chương trình và chị xin tự giới thiệu, chị là Kiều Thị Trang. Hiện nay chị 38 tuổi và đang công tác tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Họ tên của mình là gì chị? Họ tên là Kiều Thị Trang. Kiều Thị Trang. Dạ rồi. Rồi, chị Trang ơi, chị Trang giới thiệu thêm ưu điểm và nhược điểm của mình giúp em nha. Để nói về ưu điểm thì bản thân chị tự đánh giá mình là một người chỉn chu, có trách nhiệm trong công việc và luôn
luôn luôn chân thành trong tình cảm cũng như là trong tất cả các mối quan hệ, và tự tin, độc lập và khá là mạnh mẽ, biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương mọi người. Đó là cái điểm mạnh. Còn về nói về cái điểm hạn chế thì có lẽ là cái do tính cách của mình khá là cầu toàn, nên đó là cái điểm hạn chế lớn nhất của mình. Do chỉnh chu quá nên mọi thứ trong công việc là mình đòi hỏi cầu toàn, và cái mình khả năng che giấu cảm xúc thật của mình nó cũng là một cái điểm hạn chế. Đôi lúc mà mình buồn nhưng mà trước mặt mọi người thì mình không bao giờ thể hiện là mình buồn, luôn luôn nở nụ cười trên môi. Đó cũng là cái hạn chế lớn nhất của mình. Dạ rồi. Còn về phần nhược điểm và sở thích của mình, em chỉ có niềm đam mê đặc biệt với những cái bồn thể thao, loại giải trí không chị? À, thể thao thì bộ môn yêu thích đó là yoga. Còn về cái sở thích đó là sở thích du lịch, mua sắm, nghe nhạc, dành thời gian cho gia đình, hoặc là chăm sóc bản thân, trang trí nhà cửa. Đó là cái sở thích chính của chị. Dạ rồi. Cho em hỏi thêm về cái phần tình trường của mình. Tình trường đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Giờ đã qua bao nhiêu mối tình rồi, mình có trải qua cái cuộc hôn nhân chưa? Chia sẻ kỹ giúp em nha. Chị đã trải qua, trước khi đến với chồng thì mình có yêu một người. Sau đó thì đến với chồng. Và sau khi chia tay 3 năm thì mình cũng có tình cảm với một người. Nhưng mà sức khỏe của người đó không ổn và người đó đã mất. Chị Trang chia sẻ về hai cái mối tình đó giúp em nha. Cái cuộc tình sau này của mình luôn á. À, chia sẻ cái cuộc hôn nhân đúng không em? Dạ đúng rồi, đó là cái của mình luôn. Cụ thể là mình quen nhau khi nào, rồi quen nhau bao lâu, rồi sao mình quen biết nhau và có tiến tới xa hơn với nhau được. Mối tình mà mình để lại cho mình nhiều kỷ niệm nhất đó là với người chồng. Người chồng đã gắn bó đồng hành cùng với mình trong vòng 11 năm. Và trong cái quá trình mà gắn bó ấy thì thực ra thì lỗi cũng không phải là lỗi của một người, mà đó là cả hai người. Bởi vì tính của chị ấy thì là do cầu toàn quá. Đôi khi mình chỉnh chu quá, mình đòi hỏi quá thì nó cũng đó là một cái hạn chế, cái nhược điểm mà mình cần phải khắc phục. Và bên phía chồng thì lại thiếu sự quan tâm, thiếu sự chia sẻ. Đó cũng là lý do mà cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Và nói về cái thời điểm mà chị và anh quen nhau á, thì thời điểm đó là mình đang là sinh viên năm 2 và gặp anh trên một chuyến xe đi xuống Sài Gòn. Thì anh thì công tác tại Sài Gòn, còn mình thì là sinh viên học ở Buôn Ma Thuột. Và ở thời điểm đó thì mình cũng không có tình cảm với anh, và người chủ động tỏ tình và tán tỉnh mình thì là anh. Và trong khi mà thực sự để nói ở thời điểm đó thì mình không yêu anh, mà chỉ yêu lúc cái thời điểm mà anh làm quen với mình ấy, thì anh có rủ một cái người bạn đi uống cà phê, nhưng mà mình lại có tình cảm với cái người bạn đó chứ không phải là tình cảm với anh. Và sau khi mà mình yêu cái người bạn của anh ấy thì kéo dài trong vòng hơn một năm thì gia đình ấy thì không có hài lòng về mình, bởi vì gia đình muốn một cô giáo, một người khác cùng đồng nghiệp với người đó, và đã có ý định và đã có định hôn ước đối với người đó rồi. Chính vì vậy nên mình bị sự phản đối của gia đình, và phía người đó thì lại không có cứng rắn và mạnh mẽ, và mình đã kết thúc mối quan hệ đó. Và với tình cảm chân thành của anh thì mình đã đến với anh. Dạ rồi. Bây giờ mình tham gia chương trình đó thì mình muốn tìm một cái mẫu trai như thế nào? Mình mong muốn tìm được một người tử tế, tốt bụng, chân thành, luôn luôn quan tâm, biết chia sẻ, biết lắng nghe, và có mục tiêu sống,
có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Ngoại hình, tính cách rồi quê quán tuổi tác của anh thì như thế? Ngoại hình ấy, thì thực ra là chị mình chỉ cần cao hơn mình thôi, cao hơn cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Còn về chỉ cần ưa nhìn là được. Còn tính cách ấy thì tính cách hòa đồng, vui vẻ, chân thành, cởi mở với mọi người. Quan trọng nhất là mình thành thật với nhau, là một người tử tế, tốt bụng. Còn về giọng nói ấy, thì mình không có yêu cầu, chỉ cần dễ nghe là được. Mình có công việc, có yêu cầu quan ấy như thế này không? Công việc ấy thì mình không có yêu cầu cụ thể. Bởi vì bất cứ một cái ngành nghề nào trong xã hội thì mình đều trân trọng hết. Quan trọng là anh ấy phải tự chủ được về vấn đề tài chính. Bản thân anh ấy phải nuôi được anh ấy, và anh ấy luôn luôn là người tự chủ, có ý chí vươn lên cho cuộc sống là được. Công việc thì có thể là kinh doanh hay là giáo dục, y tế hay là công nghệ, hay là bất cứ một cái ngành nghề nào cũng được. Rồi chị ơi, hồi trước giờ là có đăng ký thất đúng không chị? Trước đến giờ á, thì cái lần cùng với đợt này là mình có đăng ký ở trên cái kênh, nhưng mà không hiểu sao mà mình lại click vào cái cùng cái thời điểm mà đăng ký này là mình có click vào cái trang Facebook, và sau đó thì vào cái kênh YouTube ấy, thì là có một cái chương trình, đó là chương trình mình mong muốn là được kết nối nhờ MC Quyền Linh cơ. Nhưng mà lúc đó lại thấy có cái chương trình là bạn muốn hẹn hò cùng MC gì nhỉ, Việt Thảo hay là MC gì á. Nhưng mà nguyện vọng của mình là đăng ký trên cái kênh của MC Kiều Linh, bởi vì mình theo dõi cái chương trình thì mình mong muốn được tham gia chương trình và do MC Quyền Linh kết nối. Dạ rồi. Tại vì vậy thì là chị phải đi xuống dưới thành phố Hồ Chí Minh ghi hình đó nha chị, thì là vẫn là ok đúng không? Đúng rồi. Dạ rồi. Nếu như mà có cái người phù hợp với mình đó, thì ở bên chương trình sẽ có biên tập để trao đổi cụ thể hơn với chị nha. Tại vì em hỏi câu đó là tại vì mình đặt từng cái chương trình khác đó, thì mình sẽ không có cho bạn muốn hẹn hò được nữa, cho nên là hỏi là chị nha. Với lại là hồi nãy em cũng có nghe chị chia sẻ là thích đam mê văn nghệ rồi á, chị có thích bài nào không, chị hát em tầm một hai câu thử nha chị. Năng khiếu ấy thì mình cũng có khả năng ca hát, nhưng mà để xuất sắc ấy thì nó cũng không phải là xuất sắc, thì mình có thể hát một vài câu. Dạ. Bài Cảm Ơn Tình Yêu. Lặng im nghe con tim với yêu thương đông say như chơi vơi, nếu như đây là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây nồng say sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Vậy là hay hơn nhiều người vậy chị ơi, tự tin lên nha, nghe rất là hay luôn. Rồi em cảm ơn chị Trang nhiều nha. Thì có gì thì nếu như mà có những cái thông tin sau á thì bên chương trình sẽ liên hệ với mình qua Zalo, cho nên em cứ kiểm tra tin nhắn Zalo và giữ liên lạc với chương trình nha. Thực ra là mình mong muốn kết nối cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của MC Quyền Linh, nên là chắc chắn là cái chương trình mà kết nối với MC Việt Thảo ấy thì chắc là mình xin từ chối, bởi vì muốn là được gặp trực tiếp chứ không phải là được gặp qua cái qua ghi hình gián tiếp. Dạ rồi em nhận thông tin từ chị rồi ha. Rồi có gì thì em sẽ báo lại cho mình cái kết quả phỏng vấn, cũng như là nếu như mà có cái người phù hợp thì bên chương trình sẽ liên hệ với mình, có biên tập liên hệ đi trao đổi thể hơn, cũng như là những cái dặn dò đến với mình nha. Nếu như mà có thì em báo chị trước bao lâu là được, tầm khoảng 2-3 ngày được không chị? Nếu mà ghi hình thì phải báo trước, bởi vì thực ra là mình đang làm trong trường học, chính vì vậy nên là nếu như tốt nhất thì có thể báo cho chị trong vòng 1 tuần được không? Ok chị nha, mà cái này cũng phải phù hợp, là có người phù hợp khi nào đã.
ha. Rồi phần cá tinh của mình là xong rồi á.